Vâng, bây giờ là đúng 8 giờ tối các bác ở thành phố Bắc Giang về sắm bộ sản phẩm gồm âm ly 203, 35 mã và những con cặp loa Bow, cặp loa BMB 350V, hàng của Nhật Bản, còn loa Bow này của Mỹ. Và với tình trạng nó cứ đẹp như này các bạn. Đấy, hàng này có đủ đạt tiêu chuẩn chưa? Mời các bác thưởng thức chất âm đấy nhá. Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió hoàng. Và em đợi anh, đợi anh như đã hẹn. Ngay trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ xa. Mai trăng mầm non mùa xuân đang hé nở, mai trăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở, mai trăng ngày xuân đầu tiên đang ngỏ. Vâng, độ đẹp thì các bác biết rồi, nhìn nó còn cả những vết bụi nguyên bản này, em chưa có lau. Ở giữa BB 350 với loa bốt này ghép với nhau thì tuyệt vời. Và có nhu cầu liên hệ với em nhé.